Hi, xin chào tất cả các bạn. Biệt đội Tí Hon đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Hi, xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay các bạn có muốn tham gia một trò chơi để nhận những bình thưởng không nào? Dạ có. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi để tìm ra những cái phần quà của mình nha. Dạ. Yeah. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ nhận được mỗi bạn một cái bong bóng nào. Sau đó chúng ta sẽ làm theo yêu cầu của bong bóng ở trong cái bong bóng này nha. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ xuống đây. Rồi Suka sẽ nhận cái bong bóng màu tím. Rồi Bảo Trân nhận bong bóng màu cam. Còn Tí nhận bong bóng màu đỏ. Rồi để nhận được phần quà thì các bạn đầu tiên chúng ta sẽ bỏ những cái bong bóng, quả bong bóng này vô cái áo. Sau đó chúng ta sẽ có một cái điều bất ngờ xảy ra. Rồi bắt đầu nào, bỏ bong bóng vô. Làm theo yêu cầu, ai mà làm nhanh thì chúng ta sẽ được cái phần quà rất là lớn. Rồi Suka. Wow Suka. Rồi bây giờ nhìn Suka sẽ đọc cái thử thách của mình để nhận quà nào. Bạn phải vượt chướng ngại vật, sau đó nhận quà ở trong chiếc khăn. Rồi Suka sẽ là người chơi đầu tiên vượt chướng ngại vật này nha. Tròn các bạn ơi, cái gì đó có hình tròn. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Wow, một quả bong bóng. Chưa. Ê, đây mình mới nhận được một phần quà nè. Trời ơi, ở đây hình như có một cái thăm. Ủa, thăm gì vậy? Thăm lá. Bây giờ mình sẽ đâm và mở ra. Sẽ bóc ra xem trong này có gì. Bạn sẽ nhận được món quà ở trong cái giỏ nếu hát được một đoạn bài rửa mặt như mèo. Rồi Suka bắt đầu đi để nhận được món quà bất ngờ nào. Thử thách dành cho Suka. Cố lên sâu ơi, cố lên. Mèo mèo rửa mặt. Yeah, Suka đã vượt qua thử thách của mình. Rồi bây giờ Suka sẽ nhận được cái món quà ở trong cái giỏ. Rồi chúng ta tiến đến cái giỏ để nhận phần quà nào. Wow, một chiếc giỏ rất là bự các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở xem trong này có gì nha. Wow, đây là một hộp cờ vua các bạn ơi. Mình rất là thích. Mình rất là thích bộ cờ vua này. Bây giờ Xuân sẽ giúp Tí lấy ra thăm ở trong cái bong bóng này. Tí có sợ bong bóng nổ không? Hơi Tí không sợ bong bóng. Có sợ không? Hơi. Một. À! Má chết rồi, chết. À. Bóp gì ta? Bạn phải vượt chướng ngại vật, sau đó nhặt quà ở trong cái hộp. Tí của chúng ta đã vượt qua cái chướng ngại vật rất là dễ dàng. Rồi sau đó bạn đó sẽ dành một phần quà bất ngờ trong cái hộp này. Wow, ở đây có một cái thùng. Mở ra. Wow, có một cái bóng rất to các bạn ơi. Em sẽ bơm
bóng nữa quá. Để em hãy dơ ra làm sao đi. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. Đây là một lá thăm của bé Bảo Trần. Đây, mà bây giờ mình sẽ dập giúp Bảo Trần nha. Bạn phải vừa chướng ngại và sau đó nhận quà dưới cây rổ. Rổ lên, Bảo Trần, rổ lên, Bảo Trần. Rồi bé Bảo Trân đang đi vượt chướng ngại vật một cách rất là cẩn thận, nhẹ nhàng. Xem Bảo Trân có hoàn thành cái vượt chướng ngại vật của mình không nha. Wow, chúc mừng Bảo Trân đã hoàn thành thử thách đầu tiên vượt qua chướng ngại vật. Rồi bé Bảo Trân sẽ nhận một phần quà ở dưới cái rổ nào. Còn mình thì lấy quả bóng này mình đi đá với các bạn. Các bạn sẽ chờ xem để mình đi thi đấu nha. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Trên kênh Hải Anh Chưa TV.